Bồ Tát Hạnh. Mục đích chung của người tu Phật là cầu giác ngộ giải thoát. Nhưng đối với người theo Phật giáo Đại Thừa thì mục đích chính là cầu thành Phật. A-la-hán cũng giác ngộ giải thoát, Bích Chi Phật cũng giác ngộ giải thoát, Chư Tổ Thiền cũng giác ngộ giải thoát, nhưng các ngài vẫn chưa phải là Phật. Nhưng tại sao lại phải cầu thành Phật chứ? Được giác ngộ giải thoát chưa đủ sao? Chưa đủ. Đủ làm sao được đối với những người đã hiểu, đã thấy tất cả chúng sinh chính là mình. Mình chẳng khác với chúng sinh. Cái khổ của chúng sinh chính là cái khổ của mình, và sự giải thoát của chúng sinh cũng là sự giải thoát của mình. Nếu chưa hiểu được vậy thì ít nhất cũng phải suy nghĩ. Từ vô thủy đến nay, trôi lăn trong sinh tử luân hồi, tất cả chúng sinh đều đã ít nhất một lần làm cha mẹ chúng ta, đã nuôi nấng, thương yêu, chăm sóc ta, chẳng quản khó nhọc, nhiều khi còn phải hy sinh tánh mạng vì ta. Như thế, ta nỡ lòng nào cầu giác ngộ giải thoát một mình? Nhưng chúng sinh đông quá, làm sao độ cho hết? Đại A-la-hán kia như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên còn chỉ độ được vài trăm đệ tử, nói chi ta đây là kẻ phàm phu. Đành rằng các vị A-la-hán là những người giác ngộ giải thoát nhờ chuyên tu thiền định diệt trừ phiền não. Song từ những kiếp xa xưa, các ngài không lập những thể nguyện rộng lớn vì chúng sinh, không dám xả thí thân mạng, tài sản, vợ con, không biết gần gũi thân cận cúng dường chư Phật, Bồ Tát, thiện tri thức. Do đó các ngài chưa có đủ công đức, trí huệ, hùng lực như chư Phật. Chỉ có Phật mới đầy đủ khả năng giáo hóa cứu độ chúng sanh vô lượng. Ngoài ra, trong kinh Pháp Hoa và Niết Bàn, Đức Phật đã khai thị rõ về Phật tánh, khuyên nhắc chúng sinh cầu Phật quả. Chúng ta là con Phật, tức Phật tử, thì phải cố gắng được như cha mẹ của mình chứ. Bước đầu tiên của chúng ta phải phát nguyện cầu thành Phật để cứu độ chúng sinh. Sự phát nguyện hay tâm niệm đó gọi là Bồ Đề Tâm, Bodhicitta. Khi vừa phát tâm như vậy thì chúng ta liền trở thành một Bồ Tát sơ phát tâm. Chư Phật bà đời cũng đều xuất phát từ chư Bồ Tát. Do đó trong kinh Bảo Tích, Đức Phật đã không ngớt khen ngợi và đề cao hàng sơ phát tâm Bồ Tát. Hàng sơ phát tâm Bồ Tát, tuy căn tánh Bồ Tát chưa đầy đủ, đức tướng Bồ Tát chưa trọn vẹn hiển bày cho mọi người thấy được, nhưng các thiện thần vương hết lòng tôn trọng đến hộ vệ. Bồ Tát sơ phát tâm chưa có công đức gì, nhưng đem so với A-la-hán vẫn còn cao hơn. Này Ca Diếp, thí như hạt châu lưu ly nhỏ mà giá trị hơn là khối thủy tinh lớn như núi Tu Di. Bồ Tát cũng như vậy, ngay từ khi phát tâm cũng đã hơn hàng thanh văn Bích Chi. Trang 142 Kinh Bảo Tích do Thượng Tọa Đức Niệm dịch. Do đó, khi vừa phát tâm Bồ Đề thì liền trở thành Bồ Tát. Không cứ phải đến các đại giới đàn thọ Bồ Tát giới mới được xem là Bồ Tát. Nói như vậy không có nghĩa là bỏ việc thọ giới. Ngược lại, hành giả Đại Thừa rất nên cầu thọ giới Pháp, vì thọ hay truyền giới trong sự trang nghiêm, đúng phép rất có lợi ích. Nó có khả năng tác động mạnh vào tâm khảm của giới tử. Và nếu giới tử thanh tịnh thành khẩn thì được xem là đắc giới. Nhưng thọ Bồ Tát giới và chỉ lo giữ giới Bồ Tát không chưa đủ để được xem là Bồ Tát. Bồ Tát giới chỉ là hàng rào ngăn chặn giúp hành giả Bồ Tát không bị sa đọa, đó là phần tiêu cực. Hành giả Bồ Tát phải tích cực hành Bồ Tát hành, nghĩa là mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý niệm đều hướng về chúng sinh, vì lợi ích chúng sinh. Khi tụng một thời kinh thì nên cúng dường chư Phật, dưới cầu cho pháp âm tỏa khắp pháp giới làm lợi ích chúng sinh. Ngồi thiền dù chỉ 5 phút cũng cầu giác ngộ bổn tánh. Để làm gì? Để cứu độ chúng sinh. Niệm Phật dù chỉ 10 câu
cũng không quên hồi hướng công đức cho chúng sinh. Được như thế mới xứng đáng là Bồ Tát, là trưởng tử của Như Lai. Đâu cứ phải làm chùa to tượng lớn mới gọi là Bồ Tát. Nói như vậy không có nghĩa là đả kích việc làm chùa to tượng lớn, vì chùa to tượng lớn cũng chỉ là vật vô tri, tự nó đâu có lầm lỗi gì, chẳng qua tùy thuộc nơi người làm. Nếu làm với tinh thần vô ngã bất vụ lợi, vì lợi ích chúng sinh thì rất được xưng tán cúng dường. Sau khi phát tâm Bồ Đề, còn gọi là Bồ Đề tâm nguyện, hành giả Bồ Tát cần phải noi theo gương của chư Bồ Tát quá khứ, hiện tại và vị lai. Hành Bồ Tát hành, còn gọi là Bồ Đề tâm hành. Bồ Tát hành được nói nhiều trong Kinh Hoa Nghiêm và Đại Bát Nhã, nhưng lời kinh quá thâm diệu, và chư Bồ Tát, nhất là trong Kinh Hoa Nghiêm, đều là những bậc đại sĩ Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề và thực hành Bồ Tát hành từ quá khứ vô lượng vô biên kiếp hải. Do đó chúng ta hàng sơ phát tâm Bồ Tát chỉ biết đảnh lễ hoặc lắc đầu thè lưỡi, không dám hoặc không biết làm sao noi theo. Hạnh của Bồ Tát tuy nhiều vô lượng vô biên, nhưng tóm lại không nằm ngoài thập ba la mật hay lục ba la mật. Và như thế chúng ta có thể bắt đầu học hỏi và tu tập lục ba la mật, còn gọi là lục độ. Người học đạo nên có tinh thần như của thiện tài đồng tử, tức là không bao giờ cho sự hiểu biết đạo lý hay chứng đắc của mình là đủ, luôn luôn tìm thầy hoặc thiện tri thức tham vấn học hỏi. Nếu không có duyên gặp được thầy lành bạn tốt thì ít nhất cũng phải nương theo kinh, luật, luận, vạch cho mình một hướng đi áp dụng vào đời sống hàng ngày. Vào cuối hạ năm 89, tôi có dịp gặp Guise Tenje, viện trưởng tu viện Vera Yogini ở Laver. Thấy ngài đọc một quyển sách, hỏi ra tôi được biết đó là Bodhicarya Vatara, Bồ Tát hạnh, và cũng là kinh nhật tụng của ngài. Rồi ngài hỏi lại tôi: có là Bồ Tát không? Nếu là Bồ Tát thì phải đọc Bồ Tát hạnh. Thế là từ đó trở về, tôi tìm đọc và nghiên cứu Bồ Tát hạnh. Mãi đến năm nay, gặp nhân duyên và được khuyến khích nên tôi mở buổi dịch tập sách này, vì thấy những hạnh Bồ Tát nằm trong đó có vẻ gần gũi với chúng ta, tức là hàng sự phát tâm Bồ Tát, hơn là trong các kinh như Hoa Nghiêm, Bát Nhã, vân vân. Bồ Tát hạnh, nguyên bản phản văn là một loại thi ca, viết theo văn vần, gồm 913 bài kệ, chia làm 10 chương. Bản tạng văn cũng được dịch theo vần, nhưng ở đây, trước hết vì không phải là thi sĩ, sau nữa tôi nói theo các bản dịch đã có trước bằng Anh và Pháp văn, viết theo văn xuôi, dễ hiểu cho người đọc. Tác giả tập Bồ Tát hạnh là tôn giả Shantideva, tức Bình Thiên người Ấn Độ, sống vào khoảng thế kỷ thứ 7. Trong tập sách này, tôn giả đi từ xưng tán Bồ Đề tâm, sám hối lục độ và sau cùng đến hồi hướng công đức. Bạn đọc có thể ngạc nhiên không thấy nói về bố thí, nhưng phát Bồ Đề tâm và hành Bồ Tát hạnh đã là một sự bố thí cao thượng lắm rồi. Ngoài ra bố thí được bàng bạc nói đến trong các chương sau. Riêng trong phẩm Thiền Định, tôn giả nhấn mạnh tới lối sống ẩn dật nơi rừng núi hoặc những nơi thanh vắng để tu tập quán chiếu về vô ngã. Trong phẩm Trí Huệ, tôn giả Shantideva thuộc trường phái Trung Quán lập cuộc đối thoại tranh luận giữa ngài và các trường phái khác, cốt để xiển dương tánh không. Có nhiều đoạn quá xúc tích nên tôi thêm vào những chú thích ở cuối trang giúp bạn đọc hiểu rõ hơn. Rất mong Bồ Tát hạnh sẽ bổ túc cho Bồ Tát giới. Bạn đọc có thể học thuộc lòng vài phẩm và vài đoạn hoặc đọc tụng, cũng như các thiền sinh thuở trước học thuộc Quy Sơn Cảnh Sách, hoặc như tu sĩ Nam Tông thuộc lầu Kinh Pháp Cú vậy. Đọc tụng để những tư tưởng Bồ Tát thâm nhập vào tâm, và từ đó sẽ khởi ra hiện hành hướng dẫn ta trong từng ý nghĩ, từng lời nói, từng hành động đúng theo hạnh mà chư Bồ Tát đã làm. Sau cùng, tôi xin cảm ơn Dapo Rinpoche, giáo sư Phật học và tạng ngữ tại Đại học Inanco, Paris Dauphine, đã giảng dạy và giải đáp nhiều thắc mắc cho tôi. Jenny the Children
đã cung cấp cho tôi tài liệu. Teresa Scott Carroll và Phật tử Trúc Tịnh đã khuyến khích tôi soạn dịch tập sách này. Tuy vậy, bản dịch chắc còn nhiều thiếu sót, vụng về, trách nhiệm đó hoàn toàn về Du Tăng. Rất mong sau này sẽ có các bậc cao minh giáo chính lại cho hoàn hảo hơn. Xin hồi hướng công đức này cầu cho tất cả chúng sinh ý thức được sự vô thường, đau khổ của cuộc đời, đồng phát tâm Bồ Đề và đồng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thanh Sơn Lộ, tháng 7 năm 1990. Thích Chí Siêu. Tiểu sử Tôn giả Santideva. Theo truyền thuyết, Tôn giả Santideva sinh ở miền Nam Ấn, vùng Sri Nagara vào khoảng thế kỷ thứ 7. Ngài là thái tử con vua Suratcha. Từ những kiếp quá khứ, Ngài đã cúng dường phụng thờ nhiều đức Phật và đã tích tụ nhiều căn lành đưa đến giải thoát. Nhờ phước đức ấy nên ngay từ lúc ấu thơ, Ngài đã nhiều lần chiêm bao thấy Văn Thù Bồ Tát. Lớn lên đến tuổi sắp được vua cha chuyển ngôi, một hôm Ngài nằm mộng thấy hai vị Bồ Tát Văn Thù và Tara. Tara là một hóa thân hình nữ của Quán Thế Âm, trong Phật giáo Ấn Độ và Tây Tạng được nói đến rất nhiều. Quán Thế Âm khi nhìn thấy chúng sinh đau khổ, Ngài nhỏ lệ từ bi và giọt lệ này rơi xuống hóa thành Tara. Bồ Tát Văn Thù ngồi trên ngai vàng bảo Ngài rằng: ở đây không có chỗ cho hai người. Bồ Tát Tara tưới nước nóng lên đầu Ngài, nói rằng: vương quyền chính là nước sôi bỏng của địa ngục, ta đang tấn phong cho người với nước này đây. Tỉnh dậy, Ngài hiểu rằng đó là sự khuyến cáo của hai vị Bồ Tát, nên đêm hôm trước Ngài lên ngôi, Ngài rời bỏ cung thành, trốn vào rừng sâu. Sau 21 ngày lang thang trong rừng, vừa khát vừa đói, Ngài gặp được một con suối, sắp sửa định uống thì có một thiếu nữ xuất hiện bảo Ngài đừng uống vì đó là nước độc. Sau đó thiếu nữ dâng cho Ngài một thứ nước thơm như cam lộ. Giải khát xong, Ngài hỏi thiếu nữ: cô ở đâu đến? Thiếu nữ trả lời: ở giữa khu rừng mênh mông này là nơi thầy tôi ở. Ngài rất đạo đức từ bi và đã thành tựu phép tam muội của Văn Thù Kim Cang Sư Lợi Sri Manjuvara. Tôi từ đó đến đây. Vừa nghe như thế, Tôn giả Santideva mừng rỡ như kẻ nghèo bắt được vàng, yêu cầu thiếu nữ dẫn Ngài đến gặp vị thầy kia. Đến nơi, Ngài thấy đó là một hành giả du giả, yogi, sống ở trong một chòi lá. Ngài liền đảnh lễ xưng tán cúng dường và cầu xin được truyền phép tam muội của Văn Thù Bồ Tát. Sau 12 năm ở đó tu tập, Ngài chứng được phép tam muội trên, thấy được vị thầy kia chính là Văn Thù và thiếu nữ kia chính là Tara. Kể từ đó, Ngài luôn luôn được thấy Văn Thù Bồ Tát. Sau đó Ngài đi về phương Đông, xin vào làm việc trong triều của vua Panka Masimha. Nhờ tài giỏi và thông minh nên Ngài được vua trọng vọng cho làm thừa tướng. Để tỏ lòng thành kính nhớ ơn vị thần linh thủ hộ của mình, tức Văn Thù Bồ Tát, Ngài luôn đeo trên mình một thanh kiếm gỗ. Văn Thù Bồ Tát thường hiện thân, tay phải cầm kiếm trí tuệ, tay trái cầm kinh Bát Nhã. Ngài giúp vua trị vì đúng theo Phật Pháp và truyền dạy nhiều kỹ nghệ mới lạ. Điều đó khiến các vị đại thần khác ganh tức, tìm cách gièm pha và hãm hại Ngài. Họ bảo vua rằng: thừa tướng là một người gian xảo, luôn đeo bên mình một thanh kiếm mà không bao giờ rút ra cho ai xem cả. Chúng tôi biết thanh kiếm ấy làm bằng gỗ, gặp lúc nguy biến làm sao thừa tướng có thể cứu nguy cho bệ hạ được. Bệ hạ hãy khám nghiệm lại. Vua tin lời, cho triệu thừa tướng vào, bắt phải rút kiếm ra khỏi vỏ cho vua xem. Thừa tướng nói: kiếm của tôi bệ hạ không thể nhìn được, nếu không bệ hạ sẽ hối hận. Nghe vậy, vua càng nghi ngờ, nhất quyết đòi xem. Cuối cùng thừa tướng tâu: nếu bệ hạ nhất quyết muốn xem thì hãy theo tôi đến chỗ vắng, lấy tay che mắt phải lại, chỉ nhìn bằng mắt trái thôi.
vua chấp thuận và thừa tướng rút kiếm ra. Hào quang lóe lên quá mạnh khiến con mắt trái của vua rơi xuống đất. Vua liền ăn năn hối hận, biết ngài là một người đắc đạo, một đại thành tựu giả. Mahasiddha, người tu hành đắc đạo có thần thông, nên cầu xin sám hối. Biết vua đã ăn năn, thừa tướng nhặt mắt trái của vua bỏ vào trong lại, khiến vua khỏi mù. Sau đó tôn giả từ bỏ chức thừa tướng, tìm đến tu viện Nalanda, xuất gia thọ giới, được đặt tên là Santideva. Sau khi nghe hết ba tạng kinh điển, tôn giả thầm biên soạn ba bộ luận: Sisasa Mukkaya, Suchamu Mukkaya và Buddhikarya Vatara. Ngài tu mật hạnh, học trực tiếp với Văn Thù Bồ Tát trong thiền định. Tất cả thời ăn, ngủ, đi, đứng, ngài đều thiền quán về thanh quang. Tuy vậy, chúng tăng bên ngoài thấy ngài chỉ ăn với ngủ, không chịu văn tư tu gì cả. Thấy thế, một số thượng tọa học giả họp nhau lại, định tống khứ ngài ra khỏi tu viện. Có người cho ý kiến: nếu chúng ta họp lại, bắt mỗi người phải tuần tự trùng tuyên lại kinh luận, chắc chắn y sẽ phải tự động rút lui, rời bỏ tu viện, và y chỉ ăn với ngủ, đâu có bao giờ tu học gì. Thế rồi, đến phiên tôn giả Santideva, ngài trùng tuyên lại kinh luận. Ban đầu ngài từ chối, nói rằng không biết gì. Chúng tăng muốn làm nhục ngài, nên làm bộ nài nỉ. Cuối cùng ngài nói: nếu vậy, phải làm cho tôi một tòa sư tử Simhasana, tòa ngồi chỉ dành cho những hàng tỳ kheo trưởng lão pháp sư. Tôi mới trùng tuyên. Nghe vậy có vài người đâm ra nghi ngờ, nhưng đa số chấp thuận vì tin rằng ngài không thể trùng tuyên kinh luận gì được. Sau khi lên ngồi tòa sư tử, ngài hỏi: các vị muốn tôi tụng lại kinh luận đó có từ trước hay những sáng tác mới sau này? Vì muốn chế giễu ngài nên đại chúng nói: những sáng tác mới sau này. Thế là ngài bắt đầu tụng lên Bồ Tát hạnh Bodhisattva Karyavatara. Khi tụng đến câu: khi có và không, không còn khởi lên trong tâm, thì ngài bay lên hư không, rồi từ từ biến mất. Nhưng tiếng của ngài còn vang vọng cho đến câu kệ cuối cùng của Bồ Tát hạnh. Không thấy ngài nữa, tăng chúng hối hận trở về phòng ngài tìm kiếm. Thấy trên bàn để lại ba quyển Suchasa Mukkaya, hai tập Sisasa Mukkaya, giáo tập yếu, và Buddhikarya Vatara, Bồ Tát hạnh. Chắc chắn tác giả là ngài Santideva. Riêng tập Suchasa Mukkaya, đa số là các học giả đều công nhận tác giả là ngài Long Thọ Nagarjuna. Bồ Tát hạnh. Chương 1. Xưng tán Bồ Đề Tâm. 1. Sau khi thành tâm đảnh lễ tất cả chư Phật, chư Bồ Tát cùng tất cả thầy tổ đáng kính, tôi xin trình bày sơ lược con đường tu tập mà tất cả hàng con Phật, tức Bồ Tát đều đã đi qua. 2. Về giáo pháp, tôi không có gì đáng nói thêm, và tôi cũng không phải là một văn sĩ trước tác. Tôi viết tập sách này với mục đích chính là để nhắc nhở và điều phục tâm mình, chứ không phải cho ai khác. 3. Nhờ sự nhắc nhở hướng thiện này mà căn lành nơi tôi được tăng trưởng. Bởi thế rất mong những ai đồng hoàn cảnh cũng có thể rút tỉa được sự lợi ích nơi đây. 4. May mắn thay, hy hữu thay cho chúng ta đã gặp đủ thiện duyên để tu hành giải thoát. Nhưng nếu không biết suy nghĩ, thừa cơ hội trau dồi phước huệ, thì không biết bao giờ kiếp nào mới có lại được như ngày hôm nay. 5. Chúng sinh tuy trôi lăn trong sinh tử luân hồi, nhưng nhờ thần lực của chư Phật, lâu lâu cũng khởi được một niệm nghĩ đến điều lành. Giống như trong đêm tối bao phủ bởi mây đen, ánh sáng của sấm chớp lóe lên rồi liền tắt.
6. Làm sao chống chọi được với nghiệp chướng sâu dày khi căn lành tích tụ lại quá mỏng manh nếu ta không biết nương theo Bồ Đề Tâm. 7. Quán chiếu trong vô lượng kiếp, chư Phật đã tìm ra được bảo vật này, Bồ Đề Tâm, có thể đưa vô lượng chúng sinh đến bờ an vui giải thoát. 8. Nếu ai muốn thoát khỏi đau khổ của luân hồi, cứu độ chúng sinh, an hưởng chân hạnh phúc, phải luôn luôn nhớ không được rời bỏ Bồ Đề Tâm. 9. Tuy còn trôi lăn trong luân hồi, trói buộc bởi phiền não, nhưng kẻ nào vừa phát Bồ Đề Tâm thì ngay khi đó liền trở thành con của đấng thiện thể. Chư thiên và loài người sẽ cung kính kẻ đó. 10. Nước phép Bồ Đề Tâm sẽ biến thân thể bất tịnh này thành một hòn ngọc vô giá, vì nó chứa đựng một Đức Phật tương lai. Do đó hãy gìn giữ cẩn thận Bồ Đề Tâm. 11. Là người trôi lăn trong ba cõi, muốn cầu giải thoát, bạn phải nắm giữ cẩn thận Bồ Đề Tâm. Nó là hòn ngọc vô giá đã được kiểm chứng và công nhận bởi các bậc đạo sư giải thoát duy nhất. 12. Tương tự như cây chuối, tất cả công đức khác đều tan biến sau khi đã cho ra quả. Nhưng Bồ Đề Tâm là một loại cây công đức luôn luôn tăng trưởng, tiếp tục sinh hoa kết trái, không bao giờ tàn lụi. 13. Một người dù cho có phạm nhiều tội nặng đi nữa, chỉ trong một chốc lát cũng có thể giải trừ được nếu biết trở về với Bồ Đề Tâm, giống như thoát khỏi cơn hoạn nạn vì biết tìm sự bảo vệ nơi kẻ có thế lực mạnh. Chỉ có những kẻ vô ý mới không nương tựa Bồ Đề Tâm. 14. Cũng như hỏa tai của kiếp hoài, Bồ Đề Tâm có thể đốt cháy tất cả tội lỗi, nghiệp chướng trong chốc lát. Công đức vô lượng không thể nghĩ bàn của nó đã được Bồ Tát Di Lặc, Maitreya, giảng nói cho thiện tài Sudana trong Kinh Hoa Nghiêm Gandaviyu Ha Sutra. 15. Tóm lại, có hai loại Bồ Đề Tâm: Bồ Đề Tâm Nguyện và Bồ Đề Tâm Hành. 16. Sự khác biệt có thể ví như một người muốn đi và một người đang đi. 17. Riêng Bồ Đề Tâm Nguyện, tự nó đã mang sẵn nhiều quả báo lành, nhưng vẫn chưa bằng Bồ Đề Tâm Hành, nguồn gốc của tất cả công đức. 18-19. Người nào mà trong tâm biết khởi một ý niệm nguyện cứu tất cả chúng sinh ra khỏi cảnh khổ, thì dù ngay trong giấc ngủ hay những lúc lờ đánh, công đức của người này vẫn tiếp tục tăng trưởng, phủ khắp hư không. 20. Công đức của Bồ Đề Tâm đã được chính Đức Như Lai tuyên thuyết trong kinh Subha Upariccha để sách tấn những người chùn chân muốn dừng bước nơi nhị thừa. 21-22. Nhất tâm chữa trị bệnh nhức đầu cho vài người thôi cũng đã đem lại vô số công đức, nói chi đến muốn cứu độ tất cả chúng sanh thoát khỏi đau khổ phiền não, đưa họ đến chỗ an vui hạnh phúc. 23. Từ xưa đến nay, đã có người cha nào, mẹ nào dám phát một lời nguyện rộng lớn như thế? Có vị trời nào, đạo sĩ nào, bà la môn nào? 24. Chưa từng có một ai dám phát nguyện như thế, dù cho chính mình, ngay trong giấc mơ, nói chỉ đến chuyện cứu độ kẻ khác. 25. Ôi, làm sao tìm ra được một Bồ Tát, hòn ngọc vô giá, trong khi tất cả chúng sinh quá ích kỷ, không bao giờ biết làm điều lành cho kẻ khác. 26. Nó là nguồn cội của hạnh phúc thế gian, là liều thuốc trị đau khổ cho nhân loại, là ngọc kim cương của tâm, làm sao kể cho hết giá trị của nó. 27. Khởi một niệm lành đến một người thôi, công đức cũng đã hơn sự lễ Phật. Thử hỏi công đức sẽ bao nhiêu
nếu biết thực hiện an vui hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. 28. Con người muốn chạy trốn đau khổ nhưng lại chìm mình trong đau khổ, mong cầu hạnh phúc nhưng lại vô tình tàn hoại nguyên nhân của hạnh phúc, xem nó như kẻ thù. 29-30. Ai sẽ cắt đứt sự hành hạ khổ đau cho chúng sinh, thỏa mãn sự thèm khát hạnh phúc cũng như sự điên cuồng của họ, tìm đâu ra được một hiền giả, một thiện tri thức như thế? 31. Người ta luôn luôn khen ngợi kẻ mang ơn mà biết đền ơn. Vậy sẽ nói sao đây? Đối với một vị Bồ Tát luôn luôn ban ơn mà không cần ai hỏi. 32. Kẻ biết bố thí một bữa ăn cho vài người ăn xin cũng đã được xem như một hiền giả đạo đức, dù sự bố thí đó chỉ kéo dài một giờ đồng hồ với những món ăn tầm thường, vừa đủ để lót dạ nửa ngày cho những kẻ ăn xin khổ cực kia. 33. Chúng ta phải nói sao đây đối với vị Bồ Tát đã bố thí trong vô lượng kiếp, cung cấp thỏa mãn tất cả mong muốn hạnh phúc vô số chúng sinh, số lượng như hư không? 34. Người nào khởi một niệm xấu ác trong bao nhiêu giây đối với bậc hiền giả Bồ Tát trên thì sẽ phải đọa địa ngục bấy nhiêu kiếp? Đức Như Lai đã tuyên bố như thế. 35. Những kẻ nào tâm biết trở về nương tựa nơi vị Bồ Tát trên thì kẻ đó sẽ gặt hái rất nhiều công đức, dư đủ để tiêu trừ tội chướng quá khứ. 36. Tôi xin đảnh lễ và xưng tán tất cả chư Bồ Tát, những người mà trong tâm đã làm phát sinh ra hòn ngọc vô giá Bồ Đề Tâm. Các ngài luôn luôn đem hạnh phúc cho mọi người, ngay cả đối với những ai hủy báng, náo hại các ngài. Tôi xin trở về nương tựa nơi chư Bồ Tát, nguồn cội của chân hạnh phúc. Chương 2. Sám hối. 1. Để có được hòn ngọc vô giá Bồ Đề Tâm, tôi xin xưng tán và đảnh lễ tất cả chư Phật, Thánh Diệu Pháp và chư Bồ Tát. Các ngài là biển công đức của tất cả chúng sinh. 2-6. Tất cả hoa trái báu vật thế gian, các loại nước cam lồ thanh tịnh và ngon ngọt, những ngọn núi đầy bảo châu, hoa thơm cỏ lạ, tất cả mùi hương trầm của thế giới trời người, những cây cho ra quả bằng ngọc lưu ly, những cây thành tựu điều ước. Kampa Daruma. Đây là năm loại cây của cõi trời. Mỗi khi chư thiên ước muốn điều chi, nó liền cho ra quả như thế. Những hồ sen thanh khiết với tiếng hát của đàn thiên nga, tất cả bảo vật đầy dãy hư không. Sau khi quán tưởng những thứ trên trong tâm, tôi xin cúng dường lên chư Phật và các trường tử của Như Lai, tức Bồ Tát. Các ngài là những bậc ứng cúng đại từ đại bi, xin hãy thương xót tôi mà chấp nhận sự cúng dường trên. 7. Tôi là kẻ bần cùng không chút phước đức, không có gì khác để cúng dường. Ôi những đấng che chở. Protector là một danh từ khác để chỉ chư Phật Bồ Tát. Luôn luôn thương xót bảo vệ kẻ yếu, hãy vì tôi mà chấp nhận sự cúng dường trên. 8. Từ nay cho đến tột cùng đời vị lai, tôi xin cúng dường và phó mặc toàn thân tôi cho các bậc thắng vương, tức Đức Phật và các thắng vương tử. Xin hãy chấp nhận cho tôi được phụng sự các ngài với lòng thành kính. 9. Được nằm trong tay của các ngài, tôi sẽ trở thành kẻ vô ý, không còn sợ hãi điều gì ở thế gian này. Tôi sẽ làm cho chúng sinh được an vui, tẩy trừ mọi nghiệp chướng và không bao giờ tái phạm. 10-11. Trong những bồn tắm thơm ngát lát bằng cẩm thạch và lưu ly trong suốt, có những cột trụ kết bằng bảy báu huy hoàng,
tôi sửa soạn nước tắm cho chư Phật và các trưởng tử của ngài trong nhịp điệu của tiếng hát và âm nhạc với những bình nước khảm ngọc trai chứa toàn hoa lạ và nước thơm. 12. Sau đó tôi sẽ lau khô báo thân của ngài bằng những dải lụa thanh tịnh vô nhiễm và khoác lên các ngài những y phục trong sạch thơm ngát. 13. Với những thiên phục mềm mỏng, huy hoàng rực rỡ, tôi sẽ khoác lên ngài Phổ Hiền, Di Lặc, Văn Thù, Quán Âm và tất cả chư Bồ Tát khác. 14. Trên thân của chư Phật sắc vàng óng ánh, tôi sẽ xức lên tất cả các loại dầu thơm tuyệt diệu mà mùi hương thông khắp pháp giới. 15. Tôi sẽ khết tất cả các loại hoa thơm và đẹp như hoa đinh hương, hoa lải, hoa sen xanh thành tràng để cúng dường và xưng tán chư Phật. 16. Tiếp theo tôi sẽ xông lên những đám mây hương thanh khiết, vi diệu và dâng lên các ngài những món chân vị mềm và cứng cùng các loại giải lao. 17. Tôi sẽ trang hoàng những ngọn đèn làm bằng ngọc báu, xếp trên những bông sen vàng và dọc trên đường đi, tôi sẽ rải đầy hương thơm cỏ lạ. 18. Trên hư không vang dội những khúc nhạc trời, vô số dinh thự nguy nga trang hoàng bằng những vòng đai bằng cẩm thạch bảo châu. 19. Tôi sẽ cúng dường lên các đấng mâu ni những tàng lọng cao lớn, khảm xà cử tuyệt đẹp với trục làm bằng vàng ròng. 20. Để chúng sinh được an vui, kể từ bây giờ nguyện cho những đám mây cúng dường trên được trỗi dậy vang rền tiếng nhạc trời. 21. Nguyện cho những đám mưa hoa và ngọc báu tuôn rơi trên những bảo tháp, tượng Phật và kinh Phật. 22. Như Văn Thù và các Bồ Tát đã cúng dường các bậc thắng vương, tôi cũng xin cúng dường chư Phật và các trưởng tử của Phật. 23. Tôi cũng xin xưng tán các biển công đức chư Phật chư Bồ Tát bằng những lời êm dịu bất thần. Nguyện những lời ca tán thán này luôn luôn hướng về các ngài. 24. Trong pháp giới có bao nhiêu vi trần thì tôi cũng xin phần thần ra bấy nhiều để đảnh lễ chư Phật ba đời cùng Pháp và Tăng. 25. Tôi cũng xin đảnh lễ trước tất cả bảo tháp, trước những nơi nào Bồ Đề Tâm ảnh hiện, tức chư Bồ Tát, vì Bồ Tát là người đã phát Bồ Đề Tâm, trước những bậc thầy tôn kính và các nhà tu hành. 26. Từ nay cho đến khi được vô thượng Bồ Đề, con nguyện quy nơi Phật, Pháp và toàn thể chư Bồ Tát. 27. Với hai tay chắp lại, con xin khấn nguyện đến chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi ở khắp mười phương. 28-29. Từ vô thỉ trôi lăn trong sinh tử cho đến ngày nay, bởi vô minh che lấp, con đã tạo ra nhiều điều ác và xúi dục người khác phạm lỗi. Ngày nay biết sự lỗi lầm, con xin thành tâm sám hối trước chư Phật. 30-31. Tất cả lỗi lầm đã phạm qua ba nghiệp thân, khẩu, ý đối với Tam Bảo, với cha mẹ và các bậc tôn trưởng, tất cả lỗi lầm thúc đẩy bởi vô minh ái dục, tất cả con xin phát lộ sám hối. Ôi đấng thiện thể. 32. Làm sao thoát khỏi tội lỗi đã làm, xin ngài hãy cứu con, giúp con tẩy trừ nghiệp xấu trước khi thần chết đến. 33. Ôi mạng sống con người mong manh, thần chết không bao giờ biết chờ ai cả, dù kẻ đó khỏe mạnh hay bệnh tật. 34. Chỉ vì ham cầu sung sướng, chạy trốn khổ cực
mà ta đã tạo nhiều điều ác. Há ta không hiểu rằng một ngày nào đó sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng sao? 35. Ngày đó sẽ chẳng còn lại gì cả, từ những kẻ thù ta, những kẻ thương ta, và ngay cả chính xác thân ta cũng không còn nữa. 36. Tất cả cảnh vật mà ta đã thấy, nghe, chỉ còn lại là một ký ức, tựa như giấc chiêm bao, trải qua rồi biến mất, không bao giờ trở lại. 37. Trong cuộc đời ngắn ngủi này, biết bao bạn bè và kẻ thù ta đã ra đi, duy chỉ còn lại nghiệp xấu mà ta đã tạo với họ là còn ở lại bên ta đe dọa. 38. Vì không hiểu và ý thức được ta chỉ là một kẻ du khách trên cuộc đời này, nên ta đã để cho vô minh ái dục sân hận dẫn dắt tạo nghiệp. 39. Mạng căn nhựa sống tàn lụi ngày đêm không ngừng, không có chi ngăn cản được, làm sao cái chết lại không thể đến với ta được. 40. Nằm dài trên giường bệnh, tuy có họ hàng vây quanh, nhưng ta sẽ phải cảm thọ đau đớn một mình trong cơn hấp hối. 41. Một khi bị sứ thần của Yama bắt đi. Yama, tử thần, còn gọi là Diêm Vương. Thử hỏi tìm đâu ra được anh em bạn bè, duy chỉ có công đức lành mới có thể cứu được ta. Nhưng ô hô, trong lúc sống có bao giờ ta nghĩ đến nó đâu. 42. Vì ngu si nông nổi, không ý thức được hậu quả mai sau, nên ta đã bám víu vào cuộc đời phù du này mà tạo nhiều điều xấu ác. 43. Một tên tù binh khi đã bị hành hình thì thân mình co rút, cổ họng thắt nghẹt, ánh mắt lờ đờ, không còn nhìn rõ gì nữa. 44. Thử hỏi trường hợp của ta sẽ ra sao khi bị bệnh tật hấp hối hành hạ, và nhất là bị sứ thần của Yama bắt đi. 45. Lúc đó mắt ta sẽ hốt hoảng cầu cứu, nhưng ai là người có thể bảo vệ che chở cho ta trong cơn hiểm nạn này? 46. Tìm khắp không thấy ai che chở sợ hãi, ta rơi vào hôn mê bất tỉnh, ôi số phận ta sẽ ra sao? 47. Do đó ngày hôm nay đây, con xin nương tựa cầu sự che chở của chư Phật, chư Thắng Vương, là những bậc đại hùng đại lực, giải trừ mọi sợ hãi cho chúng sinh. 48. Nơi thánh pháp mà chư Phật đã chứng ngộ có thể đưa chúng sinh đến giải thoát, và nơi toàn thể chư Bồ Tát. 49. Vì yếu đuối sợ hãi nên con xin nương tựa và phó mặc đời con cho Phổ Hiền Bồ Tát, còn cũng xin dâng mình cho Văn Thù Bồ Tát. 50. Nơi Quán Thế Âm Bồ Tát luôn luôn cứu khổ vì lòng đại bi, con xin cầu khẩn đến Ngài với tiếng kêu sợ hãi, thất vọng. Xin Ngài cứu con, một kẻ lầm mê. 51. Nơi hư không tạng Bồ Tát Akasagaba và Địa Tạng Vương Bồ Tát Kasitigaba cùng chư đại Bồ Tát, con xin khấn nguyện đến tất cả cầu sự che chở. 52. Con cũng xin nương tựa nơi Kim Cang Tạng Bồ Tát Brahmani, người mà tất cả ma quỷ và sứ thần của Yama đều sợ hãi chạy trốn. 53. Bao lần con đã quên lời dạy bảo của các ngài, ngày nay đứng trước hiểm nạn sợ hãi, con trở về nương tựa nơi các ngài, xin hãy mau cứu con. 54. Thông thường khi đau bệnh nhẹ, người ta còn không dám trái lời bác sĩ, nói chỉ đến khi bị hành hạ
bởi 404 căn bệnh quả báo của nghiệp quá khứ. Có 4 loại bệnh: nóng, lạnh, ma quỷ ếm và nghiệp. Mỗi loại có 101 căn bệnh, tổng cộng là 404 căn bệnh. 55. Trong số các bệnh, có một loại vô phương cứu chữa, nó tàn hoại tất cả dân chúng cõi Diêm Phù Đề. 56. Có một vị đại y vương chuyên chữa lành tất cả bệnh khổ của thân và tâm, thế nhưng ta đã xem thường và làm trái lời vị ấy. Ôi sao ta có thể điên rồ như vậy được. 57. Khi đi cạnh một hố sâu vài trượng, ta biết cẩn thận, hết sức chăm chú, thế nhưng sao ta lại vô tình nhẫn nhơ đi trên bờ vực thẳm không đáy của địa ngục. 58. Nói rằng ngày hôm nay cái chết sẽ không đến, đó là một sự an ủi giả dối. Chắc chắn nó sẽ đến, và khi nó đến thì ta sẽ không còn ở đó mà nói năng gì được nữa. 59. Ai bảo ta đừng sợ hãi? Ai sẽ chỉ ta lối thoát? Chắc chắn ta sẽ phải chết, và như vậy làm sao có thể yên tâm vui đùa được. 60. Những cảm giác khoái lạc ngày trước đã để lại cho ta những gì? Ôi, mải mê theo cám dỗ, ta quên lời dạy bảo của bậc thầy. 61. Thôi ngày nay ta phải xa lìa vĩnh viễn cõi trần, bỏ lại cha mẹ, anh em, bạn bè, ra đi lang thang một mình, không biết về đâu. Ôi, tình yêu và hận thù còn có nghĩa lý gì? 62. Chỉ có một điều đáng được lo lắng ngày đêm, đó là làm ác chắc chắn đưa đến đau khổ. Làm thế nào để thoát đây? 63, 64. Hết thảy tội lỗi mà con đã tạo vì vô minh hay vô ý, phạm giới hoặc sai lầm, con xin phát lộ sám hối tất cả trước chư Phật, Bồ Tát. Ghê sợ tội lỗi, con xin chắp hai tay đảnh lễ không ngừng dưới chân các ngài. 65, 66. Xin các ngài chứng giám cho sự phát lộ thành thật của con. Từ nay cho đến về sau, con xin phát nguyện không bao giờ tái phạm nữa. Chương 3. Phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm Nguyện. 1. Tất cả chúng sinh có bao nhiêu công đức hạnh lành, tôi đều xin tùy hỷ và nguyện cho họ được an vui hạnh phúc. 2. Có bao nhiêu chúng sinh đã thoát khỏi khổ đau luân hồi, bao nhiêu hiền giả hành giả đã chứng quả Bồ Tát, quả Phật, tôi đều xin vui mừng tán thán. 3. Tôi xin tùy hỷ xưng tán tất cả tâm nguyện rộng lớn như biển cả của các đấng Pháp Vương, luôn đem lại hạnh phúc cho chúng sinh. 4. Tôi chắp hai tay khẩn cầu chư Phật mười phương, xin hãy thắp sáng ngọn đuốc Pháp cho những kẻ lạc đường, đang rơi trong hố thẳm đau khổ. 5. Chư Phật muốn nhập Niết Bàn, tôi xin thành kính chắp tay, thỉnh cầu các ngài trụ thế vô lượng kiếp, cho thế gian thoát khỏi tối tăm. 6. Bao nhiêu công đức góp nhặt được qua các hạnh lành trên, tôi hồi hướng nguyện sẽ làm cứu khổ chúng sinh. 7. Đối với chúng sinh đau bệnh, tôi nguyện sẽ là thuốc hay, là bác sĩ, là y tá, cho đến khi nào không còn một ai đau ốm. 8. Tôi nguyện sẽ dập tắt ngọn lửa đói khát nơi chúng sinh bằng những đám mưa cam lồ trong thời nạn đói của kiếp hoại. Chính tôi sẽ là đồ ăn và thức uống cho tất cả chúng sinh. Trước khi mãn một tiểu kiếp, sẽ xảy ra 7 ngày binh đao chiến tranh, 7 tháng bệnh dịch hoành hành và 7 năm hạn hán đói khát.
9. Tôi nguyện sẽ là kho báu vô tận, cung cấp mọi điều cần thiết cho những kẻ nghèo khổ. 10. Trong những kiếp vị lai, tất cả tài vật, công đức tích tụ trong ba đời, tôi sẽ xả bỏ không luyến tiếc để thành tựu sự giải thoát cho tất cả chúng sinh. 11. Niết bàn chính là sự xả bỏ hoàn toàn. Trước sau gì cũng phải xả bỏ. Tốt hơn là nên bố thí cúng dường cho tất cả chúng sinh. 12. 13. Tôi xin quên mình để phụng sự chúng sinh, dù có bị đánh đập mắng chửi chém giết hay bị xem như một món vật mua vui đi nữa, tâm tôi vẫn vắng lặng vì tôi đã xả bỏ thân này cho họ rồi, còn gì đâu mà lo lắng. 14. Dù họ có sung sướng trong khi hành hạ thân này, tôi cũng xin nguyện cho họ không bị quả báo. 15. 16. Dù họ có tức giận, ác ý với tôi, có vu khống, náo hại và chế giễu tôi cũng xin nguyện cho tất cả đắc quả Bồ Đề. 17. 18. Tôi nguyện sẽ là người bảo vệ cho những kẻ yếu đuối, người chỉ đường cho những hành khách, một con thuyền hay một kích cầu cho những kẻ muốn qua sông, một ngọn đèn cho những ai đi trong đêm tối, một cái giường cho những ai muốn nằm nghỉ, một kẻ nô lệ cho những ai cần nô lệ. 19. Tôi nguyện sẽ là viên ngọc thép, một lưu thần, một linh chú, một cỏ thuốc, một cây như ý và một con bò ước cho tất cả chúng sinh. Ngọc phép Sintamani hay ngọc như ý, khi tâm nghĩ đến điều gì thì liền có điều đó. Lưu thần Bararagata, khi cần điều gì thì cần thò tay vào lưu là lấy được. Linh chú Siddhavidya, khi đọc câu chú này thì mọi việc đều thành tựu. Cỏ thuốc Mahausadhi là một cỏ chữa bách bệnh. Cây như ý Kampavitsa và con bò ước Kamadenu là bảo vật của chư thiên, trái cây và sữa bò cho ra tất cả điều ước. 20-21. Cũng như quả đất tức đại địa và các đại khác cần thiết cho đời sống của vô số chúng sinh trong khắp hư không, tôi nguyện sẽ là người lợi ích cho tất cả mọi loài cho tới khi nào không còn một ai là kẻ chưa giải thoát. 22-23. Như chư Phật quá khứ đã phát Bồ Đề tâm, thực hành Bồ Tát hạnh, tôi đây cũng xin phát tâm Bồ Đề, làm lợi ích chúng sinh và thực hành hạnh lành mà chư Bồ Tát đã trải qua. 24. Sau khi đã sáng suốt phát Bồ Đề tâm, hành giả cần phải nuôi dưỡng, tăng trưởng nó bằng những lời khích lệ sau. 25. Ôi, từ đây cuộc đời ta đầy ý nghĩa, ta không được bỏ lỡ cơ hội làm người. Ngay ngày hôm nay đây, ta được sinh trong gia đình của chư Phật và làm con trai của Phật. 26. Từ nay trở đi, ta sẽ cư xử hành động đúng theo truyền thống của gia đình Phật, nhất định không làm cho gia đình thanh tịnh quý báu này mang danh xấu nhơ vì ta. 27. Như một kẻ mù bắt được ngọc báu trong thùng rác, không biết giờ phép lạ nào đã khiến cho Bồ Đề tâm sinh khởi nơi tôi. 28-31. Nó là một cây thuốc trường sinh khắc trừ sự chết, là một kho tàng vô tận thay thế sự nghèo khổ cho chúng sinh, là một phương thuốc vi diệu chứa tất cả bệnh tật thế gian, là một bóng cây mát nghỉ ngơi cho kẻ bộ hành mệt mỏi lang thang trên đường luân hồi, là một cách cầu vĩ đại đưa mọi hành khách thoát khỏi hiểm đạo, là một bóng trăng xoa dịu vết thương ái nhiễm, là một mặt trời tỏ ràng đẩy lùi đám sương mù vô minh, là một tô lạc mới làm bằng sữa diệu pháp. 32. Những ai đang lang thang trên nẻo đường luân hồi,
khao khát hạnh phúc, thì đây, bữa tiệc hạnh phúc tôi đã dọn sẵn, hãy mau đến dự cho thỏa lòng. 33. Ngày hôm nay, trước sự chứng giám của chư Phật Bồ Tát, con nguyện đưa hết chúng sinh đến Phật quả. Tất cả chư thiên Atula và mọi loài hãy vui mừng lên. Chương 4. Thực hành Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm Hạnh. 1. Sau khi mạnh mẽ phát nguyện Bồ Đề Tâm, Bậc Bồ Tát, tức con trai của Phật, phải tinh tấn tu tập không được xao lãng. 2. Khi quyết định một việc gì hấp tấp, không suy nghĩ chín chắn, người ta có thể hoặc thi hành hoặc lãng quên, mặc dầu đã phát nguyện. 3. Nhưng làm sao có thể từ bỏ được những gì đã được suy nghĩ, quán chiếu bởi chư Phật, chư hiền giả Bồ Tát và ngay cả ta nữa. 4. Khi đã nguyện, đã hứa mà không làm thì hóa ra ta lừa tất cả chúng sinh, như vậy số phận ta sẽ ra sao? 5. Đức Phật dạy rằng, ai có ý định cho người một vật gì, dù thật nhỏ không đáng giá, mà cuối cùng cũng không cho, thì sẽ đầu thai thành ngạ quỷ. 6. Vậy thì ta đây, sau khi thành tâm phát nguyện, sẽ đem lại cho chúng sinh hạnh phúc tối thượng mà nay lại từ bỏ. Không biết đời sau ta sẽ tái sinh làm gì đây? 7. Tuy vậy cũng có những người từ bỏ Bồ Đề Tâm mà vẫn được giải thoát. Y nói các bậc A-la-hán ban đầu phát tâm đại thừa nhưng nửa đường thôi chí. Song lè việc đó chỉ có bậc nhất thiết chí, tức Phật, mới thấu rõ hoàn toàn nguyên nhân bất khả tư nghị của luật nhân quả mà thôi. 8. Tất cả sự yếu đuối, vì ước của Bồ Tát rất là tai hại. Vì khi phạm lỗi, Bồ Tát sẽ bị quả áo ác không thể tính đếm, vì y đã vô tình làm hại đến tất cả chúng sinh. 9. Và kẻ nào làm chướng ngại, dù chỉ một tích tắc, hạnh lành của Bồ Tát sẽ bị quả báo ác không thể tính đếm, vì y đã vô tình làm hại đến tất cả chúng sinh. 10. Khi phá hại sự an vui của một chúng sinh, chắc chắn ta sẽ bị quả báo hại lại. Thử hỏi nếu ta phá hại sự an vui của vô lượng chúng sinh trong hư không vô biên, thì hậu quả sẽ ra sao? 11. Kẻ nào có sức mạnh dám phát Bồ Đề nguyện, nhưng lại từ bỏ hoặc làm ngược lại Bồ Đề hạnh, thì kẻ ấy sẽ tiếp tục trôi lăn trong biển sinh tử, không biết bao giờ mới đến được Bồ Tát địa. Bodhisattva Bhumi. 12. Như vậy ta phải thi hành những gì đã hứa, nếu không ta sẽ bị đọa càng ngày càng sâu. 13. Vô lượng chư Phật đã qua lại làm lợi ích cứu độ chúng sinh, nhưng lỗi tại ta đã tạo nghiệp chướng quá sâu dày, nên không cảm nhận được sự cứu độ của các ngài. 14. Nếu ngày hôm nay ta cũng lại tiếp tục làm những việc xấu như trước, chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt, bệnh tật, đánh đập, chém giết. 15. Biết đến bao giờ ta mới có lại được những duyên lành hy hữu, như mang thân người, gặp được Phật, có lòng tin, đầy đủ các căn để tu hành. 16. Hiện thời ta khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ, không bị khổ nạn, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh phù du, chính cái thân này cũng chỉ là vật vay mượn. 17. Hành động như ta hôm nay chắc chắn không thể nào tái sinh làm người được. Mà nếu không được thân người thì làm sao có thể tạo hành lành được? 18. Ngày hôm nay đầy đủ duyên lành mà không biết tạo công đức, thì
thì hỏi làm sao tao có thể tạo công đức khi bị đau khổ hành hạ trong ba đường ác. 19. Nếu không làm lành mà chỉ tạo ác thì trong trăm triệu kiếp ta sẽ không bao giờ nghe được một danh từ tốt như thân người khó được. 20. Đó là lý do vì sao đấng thiện thể đã tuyên bố được thân người khó hơn việc con rùa mù gặp được bọng cây trôi dạt trên biển cả. 21. Phạm tội dù chỉ trong chốc lát cũng đủ đọa địa ngục A Tỳ một tiểu kiếp. Thử hỏi, khi tội lỗi đã được tạo từ vô thỉ thì làm sao có thể nói đến chuyện tái sinh trong đường lành? 22. Nếu sau khi trả hết tội ở địa ngục mà được giải thoát thì cũng còn may. Nhưng trong lúc đền tội, con người lại tạo thêm nghiệp ác. 23. Không có gì điên cuồng ngu xuẩn bằng sau khi được thân người ta lại không biết thừa cơ tạo công đức lành. 24. Hiểu được như vậy mà vấn đề cho lười biếng ngự trị thì ta sẽ không kịp ăn năn khi tử thần đến gõ cửa. 25. Và lúc đó thân ta sẽ bị thiêu đốt nhiều kiếp bởi ngọn lửa ác độc của địa ngục, tâm ta sẽ bị ngọn lửa ân hận dày vò. 26. Không biết nhờ phép lạ nào đã khiến ta may mắn được thân người khó được này, thế mà vừa ý thức được điều đó ta lại phải trở xuống địa ngục. 27. Ta chẳng khác gì kẻ mất hồn bị thôi miên bởi tà thuật, không biết cái gì đã ngự trị trong ta đã làm ta mất trí. 28. Trời ơi, những kẻ thù của ta, tham dục, sân hận và phiền não, chúng không có tay, không có chân, không can đảm, cũng không có trí huệ. Thế sao ta lại có thể trở thành nô lệ cho chúng? 29. Ngự trị trong tâm ta, chúng tự do hoành hành phá phách mà ta chẳng hề tức giận. Ôi, quả là một sự chịu đựng nhẫn nhục vô lý. 30. Tất cả trời, người, Atula hợp lại cũng không thể lôi kéo ta vào địa ngục được. 31. Nhưng phiền não ái dục là những kẻ thù không tưởng lại có thể vứt ta vào địa ngục A Tỳ trong nháy mắt. Trong đó, to lớn như núi Tu Di cũng bị cháy tiêu không còn một hạt tro. 32. Trong số các kẻ thù không có ai sống dài hơn kẻ thù vô minh ái dục, vô thị vô chung. 33. Một người chủ khi được phục vụ trung thành thường biết bảo vệ tôi tớ của mình, nhưng ái dục thì ngược lại, luôn luôn đem lại khổ đau cho những ai đã phục vụ nó. 34. Sự ác độc của nó trường kỳ dai dẳng, nó chính là nguồn gốc của biển khổ, và oái oăm thay, nó lại ở ngay trong tâm ta. Như thế làm sao ta có thể an nhiên vui chơi theo lạc thú của đời? 35. Nó là kẻ cai tù, là kẻ hành quyết tội nhân trong địa ngục. Làm sao mơ ước được hạnh phúc khi nó còn ngự trị trong tâm ta? 36, 37. Chỉ khi nào nó bị tiêu diệt hoàn toàn dưới mắt ta, thì lúc đó ta mới cởi bỏ chiến bào. Những kẻ kiêu ngạo khi bị mắng chửi, họ liền nổi giận tìm cách trả thù, cho đến khi hạ nhục được đối thủ thì họ mới yên tâm đi ngủ. Trên bãi chiến trường, họ có thể đánh đập tàn nhẫn kẻ thù, dù kẻ đó đã bị thương gần chết. Họ thản nhiên bắn tên liệng dao, xem thường sự đau đớn của kẻ thù, và họ chỉ quay lưng đi khi kẻ thù đã chết. 38. Như thế thì ta đây, người đã đứng lên quyết thắng kẻ thù ái dục, nguyên nhân của khổ đau, tại sao lại có thể thất vọng, thối lui được?
39. Đối với những vết thương vô ích gây ra bởi kẻ thù mà người chiến sĩ lại xem đó như một vinh quang, thì chẳng lẽ ta đây quyết làm đại sự lại lẩn tránh khổ cực sao? 40. Chỉ vì sinh nhai thôi mà những kẻ trải lưới, những nông phu, những thợ săn còn chịu đựng được nóng lạnh đói khát. Chẳng lẽ ta vì muốn giải thoát chúng sinh lại không làm được hơn thế sao? 41. Ta đã phát nguyện cứu độ chúng sinh trong 10 phương ra khỏi ái dục phiền não, trong khi chính ta chưa tự độ thoát. 42. Không biết tự lượng khả năng của mình, ta đã ngạo nghễ phát nguyện một cách vô ý thức. Vậy từ nay ta phải không ngừng chiến đấu, tiêu diệt phiền não của chính mình trước. 43. Sự chiến đấu này sẽ là mục đích duy nhất của đời ta. Như một chiến sĩ căm thù, chỉ còn một say mê, đó là say mê tiêu diệt tất cả những say mê khác, tức ái dục. 44. Dù có bị chặt đầu, moi ruột, móc gan, ta cũng không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù muôn đời của ta. 45. Bình thường khi một kẻ địch thua trận, y có thể rút lui ẩn trú một nơi để phục hồi sức lực và sau đó sẽ trở lại. Nhưng kẻ thù ái dục thì không thể ẩn náu một nơi nào khác cả. 46. Một khi bị tống khứ ra khỏi tâm ta, thử hỏi nó sẽ ẩn trú nơi đâu để có thể phục thù ta được. Sức lực duy nhất của nó không gì khác hơn chính là sự yếu hèn và ngu si của ta. Ái dục chính là một bọn tiểu nhân hèn hạ, chạy trốn khi gặp trí huệ. 47. Ái dục không nằm ngoài cảnh vật, không nằm trong các căn, không nằm ở giữa cảnh và căn, cũng không nơi nào khác. Vậy nó nằm ở đâu để có thể làm điên đảo tất cả thế gian? Nó chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Hỡi tâm ơi, hãy trở về với trí huệ, xa lìa mọi sợ hãi. Tại sao người lại muốn bị đau khổ nơi địa ngục một cách vô lý? 48. Nhất quyết từ nay ta sẽ tinh tấn thực hành giới hạnh của Bồ Tát. Vẫn biết thuốc hay có thể chữa lành bệnh, nhưng làm sao hồi phục được sức khỏe nếu không làm đúng theo lời bác sĩ